Trên núi Tà Lơn có một ông đạo sĩ rất là tài năng. Có bao nhiêu bản lĩnh, người cứ mang ra đây đi. Tiếp chiêu. Hãy về học thêm 10 năm nữa đi, hãy lại tìm ta. Mẹ ơi, ông đạo sĩ đánh con. Ông già đó, chuyến này nơi với mẹ coi. Ông già dám đánh con tôi hả? Ông phải xem sự lợi hại của tôi đây. Hết thằng con háo thắng, tới con mẹ ảo tưởng. Về đi. Ê, sao mà ông đạo sĩ ông mạnh dữ vậy? Bắp bà mày chọc ông chi vậy? Công lực của ta lại dồn nén nữa rồi. Hôm nay mọi người trở về tuổi thơ cùng với mình nghe. Chuyện là chiều nay hai mẹ con mua được bọc dây thun chà bá nện luôn. Hay còn được gọi là cái nịch trong truyền thuyết nè nghe. Ta nói nhìn mấy cọng dây thun xanh đỏ tím vàng, má nó còn khoái, đừng nói chi là thằng nhỏ. Bắp thì ngồi, ta nói măng mê mấy cọng dây thun mấy tiếng đồng hồ không đi chỗ khác luôn. Cuối cùng thì má nó cũng thắt được một cái khúc nhỏ nhỏ dài dài, thôi làm sợi dây chuyền cho thằng Bắp mới được. Nó đeo nãy giờ cũng lâu rồi, má nó lấy lại làm cái sợi đeo tai coi nó như thế nào. Cũng ga dáng phết nghe mấy bạn. Nhớ thời xưa, lúc còn nhỏ nhỏ mấy đứa đi học chung với nhau, ta nói đứa nào có nhiều dây thun này là coi như đứa đó giàu sụ nghe. Rảnh gỏi giờ ra chơi thì xúm nhau chơi bún thun, đá cầu, nhảy dây. Giá mà ngày xưa em có được cái bọc dây thun này là em chùm trường luôn rồi đó. Mọi người ơi, nút bạc về rồi, để mình khui cho mọi người xem nha. Có một lá thư nè mọi người, nhưng mà mình không biết là viết cái gì nữa, tiếng Anh không à. Còn đây là nút bạc nè. Các bạn ơi, nút bạc đã về rồi. Đây là đánh dấu cột mốc 100.000 người đăng ký trên kênh nha các bạn. Gia đình Bắp xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn trong thời gian qua. Sắp tới đây, gia đình Bắp sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những nội dung vui vẻ, hài hước, lành mạnh và cùng với đó những thông điệp bổ ích. Mong rằng những ai mà chưa đăng ký hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nhé các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn. Thương các bạn. Tạm biệt các bạn.